Hi, Hattie. Hi. I'm going to go to the Mushroom Village, draw mushroom and have it some. Rồi, ba cầm. Đây, đây đi. Rồi, ba cầm nha. Rồi. Ở đây, Hải chụp đây nè. Bên đây nè. Đây nè, đây nè. Đây. Rồi. Rồi, Hải đi. Hải đây nè nè. Đây nè. Đây nè. Đưa cho ba, Hải cho ba một cải đi. Hải cho ba một cải nè. Rồi. 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 Rồi, Hải ra. Hải cái đó. Rồi, đưa ba. Rồi. Anh ấy. Rồi, rồi tiếp tục đấy nữa nè. Đây. Rồi. Rồi. Rồi, đây nữa nè. Đây, đây nữa. Chị mình trồng rồi nó như được bao lâu là mình thu hoạch được chị hè? 10 ngày. 10 ngày mới thu hoạch được. Hả? À, rồi là chị có bao nhiêu cái ù nạm như thế lận? Chị làm còn vong. Hả? Chị làm một con. Rồi hả, chứ mình có xây tố nhiều cái vì dù mà mất mệt hay đó? Mệt lắm kịp. À, nữa à? Rồi là mình cái mua mỗi là mua nậm gọi là rồ chị? Rồi mua hè. Mua hè thôi. Cái mua này hiện tại là mua hè hả? Bữa nay bắt đầu trở lên. Còn mua mà trước nữa, mưa lành là khó hả? Khó. À, nhưng mà ví dụ sáng đi mưa nhiều quá là mưa về mua đi không lạnh. À. Mưa mà lạnh sao? Nghĩa là bắt đầu Tết quá là ẩm rồi phải không? Thôi. Rồi, cô Hải cho ba đây nè, đây nè. Thôi. Đây nè nè. Thôi. 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 Rồi.